Xin chào cả nhà. Hôm nay em sẽ chia sẻ với cả nhà cách bảo quản nấm rơm giòn ngọt nha. Nấm rơm mua về chúng ta làm sạch gốc, rồi tiếp theo rửa với lại bột năng, bột gạo hoặc là bột mì. Em thì em dùng bột năng để rửa, nấm loại bỏ axit trong nấm. Đó, khi chúng ta rửa lưu ý nhớ nhẹ tay thôi nha. Mình rửa cho thật sạch thôi, không cần ngâm lâu đâu. Và hay rửa ở dưới vòi nước. Em thì em rửa rồi em lắc vậy nè, rồi chuẩn bị một nồi nước sôi, sau đó thì mình luộc sơ nấm. Đó, các bạn thấy không, nó đang sủi cái bọt tăm lên kìa. Mình chỉ cần là nấm sủi bọt tăm lên thôi nha. Rồi bắt đầu nấm chuẩn bị bùng sôi nè. Đó, nó đang lăn tăn sôi lên đó. Đó, khi nấm sôi lên như thế này là được rồi nè. Rồi đổ ra và mình xả với nước lạnh. Sau đó thì mình phân ra từng hộp như vậy này. Nhà ai ăn ít thì phân từng hộp nhỏ hoặc là phân ra bọc như vậy nha. Sau đó mình mang đi cấp đông, mình ăn tới đâu lấy tới đó. Đó, mình chỉ cần bỏ ra và nấu liền thôi, không cần phải rã đông đâu. Em đã thử rồi, nấm rất là giòn và ngọt như là nấm mới mua về vậy đó. Tiện trong mùa dịch này, hoặc là chúng ta có thể cấp đông nấm rơm như vậy nha. Đó, các bạn thấy không, nấm rơm thì rất là ngon.